Hello, xin chào anh chị em nhá. Xin chào cả nhà, chào anh chị em đến với cả video chia sẻ cùng thầy Ruby. Thì bây giờ là buổi tối, bây giờ thầy có thời gian thì lại live stream chia sẻ với mọi người nhá. Thì Bitcoin nó vẫn thế thôi các bạn. Đây, cả này, nó đang ở một cái vùng hỗ trợ và kháng cự rất là quan trọng. Thực ra đây này, anh chị em nhìn này, nó là một cái kênh giá. Thực ra nó là một kênh giá thì cái vùng này ấy, rất là khó giao dịch đấy các bạn, rất là khó giao dịch. Có thể nó sẽ chạm đến cái vùng đây đấy, thì cái vùng này nó chính là cái cạnh dưới, và trong những cái video ấy thì thầy nói rằng là nó có rất nhiều cản ở vùng này anh chị em ạ. Nó rất có nhiều cản ở vùng này, rất là khó giao dịch. Nếu mà chúng ta vào cái khung thời gian nhỏ hơn nhá, nó khung thời gian 1 giờ này các bạn này. Nếu vào khung thời gian 1 giờ thì các bạn nhìn thấy là những cái đợt mà Bitcoin nó tăng ấy, giả sử như cái khúc này nhá. Giả sử như khúc này nhá, nó có một cái nhịp giảm này các bạn này. Nó có một cái nhịp giảm đây đúng không? Nó có một cái nhịp giảm đây này. Sau đó thì nó đấy, nó tạo ra một cái đáy thấp hơn và sau đó thì nó hồi. Nhưng mà đây nó giống như cái nhịp này nhá. Nó cũng thế các bạn, có một cái nhịp giảm này. Đấy, hồi lên chút. Đấy, đấy. Xong nó hồi tiếp này các bạn này. Hoặc tương tự ở cái vùng này cũng thế. Tương tự ở cái vùng này cũng thế anh chị em nhé. Đây này. Giảm nhé. Sau đó hồi lên chút nhé. Đây. Xong hồi lên. Đấy. Nhưng mà ở cái nhịp này các bạn này. Thì thấy ở đây là tương đối yếu luôn các bạn. Đây. Đấy. Ở đây thì các bạn nhìn thấy là nó đi theo một cái mô hình này. Có thể là một cái mô hình cờ đấy các bạn này. Các bạn nhìn đấy, cái mô hình này gọi là cái mô hình cờ cờ giảm ấy. Nếu mà trong trường hợp mà từ giờ đến ngày mai ấy, Bitcoin nó không giữ được cái vùng 22K9 ấy, thì các bạn sẽ thấy rằng là đây, chúng ta sẽ nghĩ về kịch bản là đây là cái mô hình cờ giảm nhé. Đây là giả sử thôi, thì các bạn thấy rằng đây đây này, đấy thì đây là mối cán cờ, đây là mối cán cờ đấy, thì cái vùng này là vùng khoảng 22K. Cái vùng vùng này là vùng 22K các bạn nhé. Đấy, thì nếu mà từ giờ đến mai đi, nó đang đi theo trong cái một cái cán cờ này các bạn này. Đấy, thì nếu nó bật lên được trên này anh chị em này, bật lên được trên 23K ấy thì nó sẽ đâu đó nó sẽ đi được một cái khoảng này. Nó có một cái vùng để target này. Là vùng khoảng 23K3, 23K4 đấy. 23K3, 23K4. Rồi còn nếu không nhá các bạn nhá, có một cái vùng nữa. Đây, khoảng tầm 22K9, bây giờ đang là 23K. Nó test rất nhiều lần cái cản này rồi các bạn. Đấy, chị em lưu ý nhá. Đây này, nó có rất rất có khả năng là nó là một cái mô hình cờ giảm. Một cái mô hình cờ giảm và cái target tiếp theo đấy anh chị em nhìn thấy không? Đấy. Đấy, thì cái đáy của cán cờ đáy của cán cờ ấy là vùng 22K9. Ok nhá. Anh chị em muốn học về phân tích kỹ thuật đấy các bạn thì đây sẽ có cái khóa học về phân tích kỹ thuật này các bạn này. Có khóa học phân tích kỹ thuật nhá. Đấy. Đây là cái kinh nghiệm đúc rút của Thạch trong vòng 4-5 năm. Đây. Thì Thạch đóng gói vào. Không phải đóng gói mà các bạn sẽ học Thành thành nghĩa là học phân tích kỹ thuật đấy, các bạn phải học được khoảng tầm 3 đến 6 tháng các bạn mới 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 vững được các bạn. Đây này. Thì ở trong này các bạn mua cái phong bì này, nó chỉ có 650.000 thôi. Thì trong đó nó có cái ID của cái Zoom để các bạn vào học, và thứ hai nữa khi bạn vào học ấy, thì các bạn sẽ được vào Zoom tín hiệu luôn. Đấy, Zoom tín hiệu. Đấy thì có cái nhóm tín hiệu thì các bạn mua cái phong bì này nhá. Chả có các bạn sẽ được học trực tiếp nhé, không học qua USB, không học qua video hay cái gì đâu, mà học trực tiếp nhé. Thì các bạn trong trong cái phong bì này thì nó sẽ có cái ID của lớp học để các bạn vào. Chị phân tích hay quá, em bán nhà all in sai nhé. Thực ra các bạn nào có tư duy all in ấy, thì các bạn nên rời bỏ thị trường các bạn. Trong 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 đầu tư ấy, hay là trong giao dịch ấy, thì nó là cái câu chuyện của xác suất. Những người nào mà all in các bạn, những người nào all in ấy thì không sớm thì muộn thì cũng 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 bay tài khoản thôi các bạn. Đừng có bao giờ all in. Khóa học của người ta 2.000 đô mà, đúng rồi. Đấy thì ở đây các bạn học theo tháng nhé, học theo tháng. Đấy, các bạn vừa được quyền lợi học và thứ hai nữa là các bạn được cái nhóm tín hiệu nữa.
Đó, ok. À, thì đúng rồi, nhiều học viên của Thạch kia nói rằng là cái khóa học ấy, những thứ mà Thạch dạy trong cái khóa học ấy, ở ngoài kia là các bạn phải học vài nghìn đô đấy các bạn. Đấy, phải học vài nghìn đô. Ok, thực ra là Thạch không không phải kiếm tiền được từ từ việc đào tạo đâu các bạn. Không phải vì kiếm tiền từ đào tạo đâu. Đúng không? Kiếm tiền được đào tạo được mấy đâu các bạn. Đúng không? Ok, nếu mà đúng là nếu mà thu vài nghìn đô ấy, một người ấy, thực sự ra là kiếm tiền tiền. Nhưng mà cái này Thạch dạy là nhất là Thạch tạo ra một cái cộng đồng các bạn, cộng đồng anh chị em là vào đấy thì phải vừa để học, ví dụ Thạch cung cấp các tín hiệu thì các bạn phải có cái kiến thức để bạn hiểu được. Và thứ hai nữa là để các bạn đến một cái lúc nào đó các bạn tự giao dịch, các bạn đến lúc nào đó các bạn tự giao dịch. Tại vì phần lớn ấy, những cái kèo của Thạch ấy, là những cái kèo mà gọi là kèo swing, tức là những cái cơ hội swing. Ví dụ nhá, ví dụ Thạch nói với anh chị em này, Thạch không ăn những cái lệnh mà ngược chiều đâu nhá các bạn nhé. Ví dụ như Thạch short Bitcoin là vùng 25K và Thạch vẫn giữ đến tại thời điểm này và chưa có ý định là sao, chưa có ý định là đóng lệnh đâu. Có tỉa một ít ở vùng 22K8 đấy, hay là cái vùng này này các bạn này, Thạch giữ như này, mua ở vùng này nhá và đến vùng này chốt này. Đấy, có những cái kèo mà ăn ngược ngược lại, ví dụ như là bắt ở vùng 23K6 này, xong rồi bắt lên cái vùng này thì không bắt. Đấy, giữ cái lệnh vẫn giữ từ vùng 25K thì để gọi là cái lệnh swing, tức là mình cái lệnh tức là ở trong trong giao dịch ấy. Thì nó sẽ có hai trường phái. Có những anh chị em ấy là gọi là scalping ấy thì là họ sẽ vào rất nhiều lệnh. Họ sẽ vào rất nhiều lệnh anh chị em ạ. Một ngày ấy phải vài ba lệnh, nhưng mà Thạch thì là một tuần ấy có một ngày vào một lệnh thôi, khoảng thế đúng không, khoảng trung bình một ngày khoảng một lệnh thôi chứ Thạch không vào nhiều lệnh đâu. Ok nhá, thì Bitcoin thì Thạch nghĩ rằng là cái vùng target tiếp theo ấy là đây là cái vùng cản rất là quan trọng này, vùng 22K8. Chính xác là vùng 22K8 các bạn. Hôm qua ấy Bitcoin đã test vùng này. Đấy, Bitcoin đã test vùng này. Còn một cái vùng nữa là vùng 22K bạn nhé. Vùng 22K. 22K2 này các bạn này, và vùng tiếp theo là 21K6. Đấy là cái ba vùng các bạn sẽ chú ý nhé. Đấy, hiện tại thì ok. Anh chị em nhìn thấy không? Thì là cái vùng 23K này, vùng 22K3 này, vùng 21K4 là mấy cái vùng mà các bạn có thể là các bạn có thể target nhé. Đấy, đấy là mấy cái vùng mà các bạn có thể target ở mấy cái vùng này. Còn tại thời điểm hiện tại thì các bạn nhìn thấy là Oncoin ấy cũng chưa có điểm vào đâu. Ví dụ như là ADA này bạn này. ADA thì thực sự ấy là các bạn phải thoát ADA từ cái vùng này cơ. Đây các bạn phải thoát ADA từ cái vùng này đi. Đấy, các bạn nhìn thấy là ADA nhá, nó đi này, nó đi theo cái hình như này các bạn nhìn thấy không? Đấy. Rồi giảm nhá, hồi lại nhá. Đấy, và nó đang là xu hướng giảm. Oncoin bây giờ chưa 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 vào được đâu. Ví dụ như là ADA là một cái đồng coin tốt nhá. Thì các bạn nhìn thấy là trong cái thời gian vừa qua là ADA đã tăng 75%. Thì cái nhịp hồi này chưa 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 phải là nhiều đâu các bạn. Ít ra đây dụ ADA nó mới giảm có 17%. Đúng không? ADA nó mới giảm có 17% thôi. Nên là Thành nghĩ rằng là sẽ nếu mà Bit ấy mà Bit mà giảm xuống dưới 22.800 ấy thì nó sẽ dẫn đến là sao? Nhiều người sẽ bắt đầu là thoát hàng ra nữa. Tình hình chứng khoán bên Mỹ thế nào, để xem thứ hai trong nước mình có sập không. Thực ra ấy, là tình hình chứng khoán Mỹ nhá. Bây giờ chúng ta nhìn về chứng khoán Mỹ này. Đấy, chúng ta nhìn về chứng khoán Mỹ, chứng khoán Việt Nam nhá. Bây giờ nhìn nó khác đi một tí này. Các bạn nhìn thấy chứng khoán Việt Nam đúng không? Thực ra là chứng khoán Việt Nam ấy thì cái nhịp vừa này, nhịp này này anh chị em nhìn thấy không? Nó đã phá cái cản rồi. Giờ phải thoát ra thôi. Các bạn nhìn này, phá chen này nhá.
phá trend rồi đấy, nhiều người là bị làm sao, bị UPPO này các bạn này, không về được, không về được T cộng, ví dụ như FOMO nhá các bạn nhé, FOMO cái nhịp này này, xong rồi là cổ phiếu nó về tài khoản ấy, Việt Nam là T cộng mà các bạn đấy, về tài khoản là ai, nhiều người sẽ bị âm tài khoản ấy. Đấy thì đó là lý do tại sao ấy, thầy cũng không không thích một cái điểm đấy là ở chứng khoán Việt Nam ấy. Đấy, chứng khoán Việt Nam các bạn biết cái cây này nhá. Tức là nó kéo xanh ấy, xong rồi nó xả cuối phiên các bạn, đỡ sao nổi. Nó xả là khoảng tầm 5-10 phút cuối phiên anh chị em. Đúng không? Nó xả 5-10 phút cuối phiên ấy. Thì chứng khoán Việt Nam các bạn này, chứng khoán Việt Nam gãy cản rồi. Bây giờ là cầm tiền là đứng ngoài thị trường thôi các bạn. Tại vì sao? Tại vì hiện tại nhá, chứng khoán Việt Nam là hội nhập khá là sâu với cả chứng khoán Mỹ các bạn. Và Fed còn tăng lãi suất khá là mạnh như thế. Thì các bạn nhìn này, Fed tăng lãi suất các bạn nhá. Các bạn nhìn ở đây này. Fed tăng lãi suất ấy. Đấy. Anh chị em nhìn này, đấy, đây đúng không? Đấy, đúng không? Fed tăng lãi suất thì làm sao? Ngân hàng Việt Nam cũng phải tăng lãi suất. Thì các bạn nhìn thấy là, đây là chứng khoán Việt Nam, đây là VNI Index đúng không? Thì làm sao? Thì chứng khoán Việt Nam này thì cũng giảm đúng không? Ngân hàng Việt Nam thì làm sao mà đứng ngoài cuộc về cái việc tăng lãi suất được, và có dự định khả năng là đến tháng 3 này này, cuộc họp FOMC ấy, thì lãi suất Mỹ sẽ tăng tiếp vào 0,5. Trước đây là dự định là tăng có 0,25 thôi, nhưng mà hiện tại thì có thể là sao nó Fed sẽ tăng lãi suất là 0,5, vì ngày hôm qua các bạn bạn biết là lý do tại sao ấy, ngày hôm qua bit giảm tận đến 3% ấy, là làm sao, là Mỹ làm sao cái chỉ số gọi là chỉ số lạm phát ấy, cái chỉ số lạm phát nó cao các bạn, chỉ số PCE ấy, nó cao. Ok, anh chị em có câu hỏi gì không? Bitcoin á, Bitcoin thì xu hướng giảm thôi. Đây, các bạn nhìn này, Bitcoin này. Thật ra là Bitcoin nha, các bạn nhìn nhìn rộng hơn một chút. Đây này. Các bạn nhìn đồ thị tuần nhá. Đồ thị tuần nhá, đây là đồ thị tuần của Bitcoin này. Đấy, sau khi mà Bitcoin nó tạo ra một cái phân kỳ này các bạn này. Ở đây là một tạo cái phân kỳ tăng này. Sau đó thì nó đã từ chối cái mốc 25k này các bạn này. Đấy. Nó từ chối cái vùng 25k. Đúng không? Nó từ chối cái vùng 25k. Và bây giờ các bạn, bây giờ thì nó sẽ đâu đó, nó sẽ test về mấy cái vùng này thì nghĩ là, đây này, nó có một cái vùng là 2K8 rồi nhá. Vùng 21K6 hoặc vùng 20K. Mà nếu mà nó về được cái vùng là khoảng 19K ấy, mà nó lên thì là đẹp nhất các bạn. Đây này. Nếu nó về được cái vùng 19K ấy, thì nó lên là đẹp nhất. Nó giữ được ấy. Mà lên thì đẹp nhất. Ok anh chị em có câu hỏi gì không? Các bạn nhìn ở đây ấy, là cái chỉ số mà các bạn phải quan tâm ấy, là cái chỉ số USDT các bạn. Cái chỉ số USDT này. Các bạn nhìn hôm nay là dòng tiền lại tiếp tục rút ra đúng không? Anh chị em nhìn thấy là hôm nay đây, dòng tiền lại tiếp tục rút ra. Đấy. Và bây giờ hiện tại ấy, cái chỉ số gọi là chỉ số dòng tiền ấy. Đây. Đấy, chỉ số gọi là chỉ số USDT ấy, đấy, gọi là chỉ số dòng tiền. Thì chỉ số stablecoin này bạn này, thì bạn nhìn nó ở đây ấy, hiện tại nó tạo ra cái mô hình hai hai đáy. Đấy, nếu mà bây giờ cái chỉ số dòng tiền này các bạn này, nó break qua cái vùng là khoảng 7%. Đấy, khoảng 7% thì đâu đó nó sẽ lên một cái mốc nữa, nó lên cái vùng là 8%, và lúc đấy là một cái tín hiệu khá là xấu cho altcoin các bạn nhé. Nên cái vùng 8% là một cái tín hiệu rất là xấu cho altcoin. Thì các bạn phải chú ý cái yếu tố này nữa này. Thứ hai nữa các bạn nhìn thấy BTC nhá, BTC DOM nhá. Thì các bạn nhìn thấy ở đây này. Đấy. BTC DOM ấy, tức là cái dòng tiền nó rút ra làm cho cả cả thị trường là sao, cái thị phần của Bitcoin ấy, nó giảm đấy các bạn này. Ok. Tổng vốn hóa của thị trường nhá, tổng vốn hóa thị trường thì cũng thế các bạn, tổng vốn hóa thị trường thì nó đang cũng đi theo cái mô hình khá là tương tự với Bitcoin. Đây, Toto ba nhá, đấy bạn nhìn ạ, cũng đang đi theo một cái mô hình kênh giá,
Tổng vốn hóa thị trường hiện tại ấy, thì nó đang rơi vào 1 tỷ 0 1.014 tỷ. Đấy, thì đây là tổng vốn hóa thị trường này. Đấy, sau khi mà nó về cái đáy thấp nhất hồi cuối tháng 12 là 727 tỷ. 727 tỷ xong rồi nó có một cái nhịp tăng này. Đấy, tăng. Đấy, xong bây giờ thì nó đang có một cái vùng cản này. Anh chị em nhìn thấy là tổng vốn hóa đúng không? Đấy. Ok, thì tổng vốn hóa thị trường đang có cái xu hướng là nếu mà nó không giữ được ở cái vùng 1.000 tỷ này các bạn này, thì các bạn sẽ thấy là tổng vốn hóa thị trường nhá, nó sẽ giảm về cái vùng tiếp theo là cái vùng đỡ tiếp theo các anh chị em nhìn này. Đây này, cái vùng khoảng tầm 900 tỷ, bây giờ đang 1.000 tỷ, bây giờ thì nó sẽ có thể nếu nó không giữ được ở cái vùng vùng này, vùng 1.000 tỷ thì nó sẽ về vùng là 900 tỷ, tức là có khoảng tầm 100 tỷ được rút ra khỏi thị trường. Đấy thì đấy là một cái yếu tố các bạn quan tâm. Một cái yếu tố nữa là các bạn nhìn ở đây này. Đây ở đây này các bạn này. Ở đây là có một cái gap của Bitcoin nó vẫn ở đây. Đấy trong trường hợp xấu nhất ấy thì nó sẽ về nó lấp cái gap này. Khoảng tầm cái vùng 20 hoặc là 19k. Nhưng tại thời điểm hiện tại thì chúng ta cứ quan sát cái vùng 23k trước đã thì chúng ta mới tính sau được đúng không? Ok, anh chị em có câu hỏi gì nữa không? Phân tích bond giúp với ạ. Thạch bảo đáy nữa sâu hơn mà giờ nó về 19k rồi lên, làm sao có để điều đó xảy ra? Thị trường mà bạn, thị trường mà chúng ta phải luôn luôn có những phương án A, phương án B, đúng không? Đấy, chúng ta phải luôn có phương án A, phương án B, chứ chúng ta làm sao mà thị trường này các bạn phải rất là linh hoạt. Nhiều khi nhá, ví dụ nhá, ở đây nhiều người có cái view này này các bạn này. Đây là ví dụ như là cái phương án A không xảy ra thì mình phải quay xe phương án B ngay. Không có thị trường nào mà các bạn phải làm sao, các bạn phải trở mặt giống như là thị trường tài chính đâu các bạn. Chỉ một cái ví dụ như là cái quyết định về vĩ mô ấy. Giả sử như là ngày hôm qua nhá, cái chỉ số PCE các bạn nhá, PCE là chỉ số lạm phát đúng không? Đấy, mà nó lại là một kết quả tốt thì hôm qua nó sẽ từ đây này các bạn này. Đây này. Đúng không? Chúng ta nói với nhau về cái mô hình gọi là mô hình vai đầu vai đây các bạn này, nó bẻ gãy gãy mô hình ngay đây các bạn này. Đấy, ví dụ như chúng ta nói về kịch bản là mô hình vai đầu vai đây đúng không? Đấy, ví dụ chỗ này vai phải này. Đấy, giả sử như ngày hôm qua đúng không, là cái chỉ số lạm phát này nó tốt ấy, thì nó quay xe ngay đó, nhưng mà hôm qua cái chỉ số mà lạm phát nó xấu ấy đó, thì làm sao thị trường nó sẽ đảo chiều. Ok, nên là không không thể nào mà chắc chắn 100% được bạn. Đấy là giả thuyết thôi, đấy là các cái kịch bản. Con Bon à. Anh chị em nào có câu hỏi thì comment nhé. Anh chị em nào muốn học phân tích kỹ thuật đấy, hay là muốn vào nhóm tín hiệu ấy. Ôi dồi ôi, con này. Con này đồ thị nhìn trông gớm nhỉ. Nó lít sàn xong bắt đầu nó xả này. Con Bon ấy thì cái con này nó mới quá. Cái này mới thì cũng chưa có gì nhiều để phân tích đâu. Mạng này bị lag rồi các bạn. Ok nhá, thì các bạn nhìn thấy đó. Các bạn nhìn thấy con bon này nhá. Cái con bon này thì các bạn sẽ nhìn thấy là đây là có một cái vùng cản của bon này. Anh chị em nhìn thấy không? Cái con này thì nó đã break qua cản rồi đúng không các bạn? Nó đã break qua cản này này. Đấy. Nó đã break qua cản rồi thì nó chưa phải là một cái vùng để gom con bon này đâu.
chưa có. Đây này, con này là con này là một con mà kiểu low cap ấy các bạn, con gọi là shitcoin cũng được. Đấy thì bây giờ cá nó không bơm vào các bạn, nó bị đơ đấy các bạn, màn hình nó bị đơ rồi. Đấy thì các bạn sẽ nhìn thấy rằng là ở đây này nó break qua cản rồi đúng không? Nó break qua cản rồi đây này anh chị em này. Mạng nó bị lag rồi đây này. Mạng bị lag rồi anh chị em ạ. Ok, bạn nào mà đang chắc là Thạch phải tắt đây. Ok anh chị em nhé, thì các bạn sẽ thấy rằng cái con bo này này nó đã break qua cản rồi, thì đây cũng không phải là cái vùng mua đâu. Thực sự là ngay cả Bitcoin mình còn chưa mua được thì mấy con này, thì mấy con shitcoin này thì mua gì đúng không anh chị em? Ngay cả Bitcoin cũng chưa mua được ấy, thì mấy con shitcoin này thì làm gì có vùng mua đâu đúng không anh chị em? Mấy con shitcoin này cũng chưa có vùng mua đâu. Thạch nói đáy nữa nhưng không sâu hơn đáy cũ là 19k, là mình vào 100% tiền, không hơn thua với thị trường nữa. Ok, đến lúc đấy thì tính sau. Đến lúc đấy tính sau thì không hơn thua với thị trường đúng rồi. Thực ra là cái vùng 25k trở xuống các bạn là cái vùng mua khá là đẹp rồi.